không có giáo viên nào. Chị ấn nhầm, chị thoát ra giờ chị mới Xin chào cả nhà, đến với chương trình đọc sách. Thì hôm nay em sẽ đọc tiếp cả nhà nghe cuốn Kiến Tạo Tương Lai Của Chính Bạn vào một trường trang 191. Ghi nhận điều mình xứng đáng. Thì cả nhà xem cái tấm em chụp ngày hôm qua nhé, em chụp trước mấy tấm mình đã đọc rồi đấy. Cuộc sống trưởng thành dĩ nhiên không giống như những tháng ngày học mẫu giáo. Nếu vậy thì thật là đơn giản. Không có giáo viên nào hào phóng tặng phiếu béo ngoan vì dùng bút sáp màu vẽ một thứ chẳng rõ hình thù trên giấy. Tất cả chúng ta đều bị đánh giá mỗi ngày. Đó là một phần của cuộc sống. Chắc hẳn bạn cũng đang tự đánh giá bản thân mình, cũng như chịu sự đánh giá từ đồng nghiệp, cấp trên hay đối thủ của mình. Nhưng một khía cạnh khác của phiếu thưởng bé ngoan ở trường mẫu giáo hồi bạn mới 5 tuổi vẫn có tác dụng đến lúc trưởng thành là phần thưởng khích lệ bạn nỗ lực hết mình. Nhưng không giáo viên nào có thể theo mãi học trò, nên bạn cần phải biết cách tự ghi nhận thành công của chính mình. Hay quá. Nhưng không có giáo viên nào có thể theo mãi học trò, nên bạn cần phải học cách tự ghi nhận thành công của chính mình. Các giáo viên phát phiếu béo ngoan vì họ biết phần thưởng đó sẽ khiến bọn trẻ sung sướng sau khi hoàn thành một hoạt động nào đó và khích lệ trẻ hướng tới một hoạt động tiếp theo. Một trong những vấn đề lớn nhất mà người thành công gặp phải khi họ đánh giá bản thân là họ chỉ nhìn vào mặt tiêu cực. Đây được gọi là suy nghĩ tập trung vào vấn đề. Khuynh hướng tự nhiên của con người là bị ám ảnh những việc họ không làm tốt, thay vì ghi nhận công lao khi làm được những việc tốt. Khuynh hướng tự nhiên của con người là bị ám ảnh những việc mà họ làm không tốt, thay vì ghi nhận công lao khi làm được những việc tốt. Từ đó, vấn đề sẽ càng trầm trọng hơn, theo như truyền kỳ vọng, như thuyết kỳ vọng, những gì bạn tập trung sẽ ngày càng mở rộng. Về cơ bản, chỉ tập trung vào sai sót của bản thân là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng đáng tiếc, nếu cứ đắm chìm vào những ý nghĩ thì sau bạn cũng sẽ dễ mắc sai lầm hơn. Về cơ bản, chỉ tập trung vào sai sót của bản thân là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng đáng tiếc, nếu cứ đắm chìm vào ý nghĩ đó thì về sau bạn sẽ càng mắc sai lầm hơn. Mình để ý tới sai lầm nhiều quá thì sẽ dễ mắc sai lầm hơn. Rất nhiều người thành công thường bỏ qua việc đánh giá hay ghi nhận những việc làm tốt họ đạt được. Họ ngay lập tức liệt kê ra cả đống việc họ cảm thấy chưa hài lòng và dồn hết tâm trí vào những việc đó. Thay vì đi vào một lối mòn này, chúng tôi muốn bạn tạo thói quen đánh giá mà tận dụng được các thuyết kỳ vọng bằng cách tăng sự tự tin và hiệu quả ở công việc. Đây là lúc nhật ký thành công phát huy tác dụng. Nó giúp bạn tập trung vào những việc bạn đã làm tốt, xác định được một việc mình muốn cải thiện và thôi thúc bạn chọn ra một việc mình có thể làm để cải thiện trong lĩnh vực đó. Ngoài ra, nó còn rèn luyện cho bạn thói quen tự đánh giá nỗ lực của mình theo thang điểm từ 1 tới 10. Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng nhất ngày nay, thay vì phải chỉ dựa trên kết quả, đánh giá bản thân thông qua lăng kích tích cực này sẽ tích lũy sự tự tin và thúc đẩy thành công. Hãy nhớ, những điều bạn tập trung sẽ ngày càng mở rộng. Bạn không cần tạo một danh sách dài lê thê bao gồm những việc nên làm và có thể làm. Thậm chí bạn không nên mất 3 phút cho cả quá trình này. Tốt nhất hãy làm việc này tại cùng một thời điểm trong ngày và bạn sẽ có trạng thái tinh thần thoải mái để nỗ lực cho trong 24 giờ tiếp theo. Bạn đang tự tạo cho mình một thứ mà chúng ta được gọi là tâm lý tập trung vào hiệu quả. Nếu không có bản nhật ký kia, bạn sẽ rất dễ đi lệch hướng khi tự đánh giá. Giả sử bạn là người có tâm lý cầu toàn và hôm nay là một ngày làm việc vất vả ở văn phòng, bạn dành thời gian để ngồi suy ngẫm và cố xem mình sai ở đâu. Lúc này bạn cảm thấy suy sụp tinh thần. Bạn không chỉ bận tâm về những việc sai lầm mà còn tự trách móc bản thân sao lại có thể để ra sai sót như vậy. Điều nguy hại ở cách tiếp cận này là khiến cho bạn rơi vào vòng xoáy đi xuống. Tâm trí bạn sẽ chỉ nghĩ đến việc sai sót và trách nhiệm để xảy ra sai sót, thay vì hướng đến những tiến bộ mình đạt được và giải pháp cho vấn đề. Dùng nhật ký thành công, ghi nhận những việc tốt trong ngày, tức là bạn đang tạo nên thế cân bằng hơn.
Một cách hiệu quả khác để theo dõi quá trình là dán một tờ giấy nhỏ lên bàn làm việc và ghi chú ngắn, gọn mỗi khi bạn thấy hài lòng về việc một việc mình làm được trong ngày. Hay nhỉ? Đó có thể là một thành tích lớn như chốt được một đơn hàng, nhưng không nhất thiết phải quá to tát. Một việc có thể chỉ đơn giản nhất như là bản thân nhắc bản thân rằng sau cú điện thoại vừa rồi, bạn đã hỏi xin thông tin liên hệ với khách hàng khác và mặc dù bạn không được họ giới thiệu từ thì hỏi được cũng là thành công. Bạn nên có mô tả chi tiết việc đó rằng nhật ký thành công để cụ thể hóa việc mình đã hoàn thành tốt, bởi vì củng cố hành động tích cực sẽ tác động mạnh đến sự tự tin về sau. Chỉ mỗi dòng ngắn ngủi như cuộc gọi điện thoại đã rất trôi chảy sẽ không hữu ích bằng việc ghi chi tiết điều này đã trôi chảy trong cuộc trao đổi ấy. Trong cuộc điện thoại với Crocker, tôi đã chăm chú lắng nghe và đưa ra một so sánh hiệu quả để giúp anh ta hiểu rõ hơn. Đánh giá đúng đắn ưu điểm tạo ra một nền tảng tinh thần vững chắc mà từ đó bạn có thể bồi đắp hơn nữa. Bạn đã đặt những viên gạch nền móng để có được tinh thần thép. Rèn luyện tinh thần thép cũng giống như xây một ngôi nhà. Nếu nền móng yếu, ngôi nhà sẽ sụp ngay khi ngoại cảnh tác động mạnh. Nhưng nếu kết cấu móng vững chắc, ngôi nhà sẽ chống chọi được mọi giông bão. Ngay sau khi xác định được 3 việc tốt, hãy nhanh chóng chọn ra một việc mà bạn muốn cải thiện. Lần này bạn muốn ghi chi tiết việc đó ra giấy. Câu chữ viết ra cũng phải để bạn khiến bạn nản lòng. Câu chữ viết ra không phải là để bạn nản lòng hoặc tự chỉ trích bản thân quá mức, mà là lời khẳng định việc mình muốn làm. Bạn không tập trung vào những khó khăn và mà hãy xác định việc bạn muốn làm tốt hơn. Bạn không nên tập trung vào những khó khăn mà hãy xác định việc bạn muốn làm tốt hơn. Ví dụ, bạn đang tự hứa ngày mai sẽ làm tốt hơn khi chủ động liên hệ với 10 người và nhất quyết không dừng lại cho đến khi đạt tới con số 10 kia. Tiếp đến, bạn dành ra một vài phút để chọn ra một bước thành công khả thi để thực hiện hóa điều này mình muốn cải thiện. Có thể bạn đặt ra 10 quy tắc không mở email cho đến khi liên hệ với đủ 10 người. Những câu khẳng định tích cực và chủ động sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với những câu mang ý tiêu cực hay thụ động và thụ động. Những câu khẳng định tích cực và chủ động sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với những câu mang ý tiêu cực và thụ động. Việc cuối cùng bạn cần ghi lại là nhật ký thành công của ngày hôm đó đã đánh giá mức độ hoàn thành 3 nhiệm vụ quan trọng nhất trong danh sách theo thang điểm số 10. Hãy tạo cho mình một thói quen tự đánh giá nỗ lực mỗi ngày sau khi hoàn thành các ưu tiên. Như vậy, bạn đang huấn luyện tâm trí ưu tiên cho điều quan trọng nhất. Một trong những câu chuyện ưa thích của Tom về thời gian, ông làm việc huấn luyện viên ở John Walden. Người hướng dẫn đồng thời là người bạn thân thiết của ông, là thói quen đánh giá học trò của vị chiến lược gia này trong một trận đấu. Ông không quan tâm tới tỷ số chung cuộc hay những số liệu thống kê mà màn trình diễn của các cầu thủ. Huấn luyện viên Walden muốn quan sát cách mà mỗi cầu thủ thực hiện đường chạy cắt từ vị trí này sang vị trí khác trên hàng sàn đấu khi đội bóng triển khai tấn công. Nếu các cầu thủ thực hiện những đường chạy thẳng, dứt khoát, nghĩa là họ đã làm tốt vai trò của mình. Nếu họ tỏ ra lười di chuyển và thực hiện những đường chạy lòng vòng, tức là họ chưa làm đúng những yêu cầu của ông. Ý thế là huấn luyện viên vĩ đại nhất. Ý thầy là huấn luyện viên vĩ đại nhất mọi thời đại chỉ quan sát xem học trò của mình có chạy lòng vòng không, chứ không hề bận tâm tới tỷ số. Tôm đặt câu hỏi với đầy sự hoài nghi. Huấn luyện viên Walden đáp rằng chiến thắng dĩ nhiên là quan trọng, nhưng ông cũng hiểu rằng yêu cầu các cầu thủ thực hiện các đường chạy cắt phù hợp là cách tốt nhất để kiểm soát kết quả. Khả năng liên tục chạy cắt chính xác và tuân thủ chặt chẽ yêu cầu đặt ra chỉ là thuần tí là vấn đề về nỗ lực. Ông cho rằng nếu các cầu thủ nỗ lực vượt trội hơn đối thủ, thành công sẽ tự tìm đến với họ. Quả đúng như vậy. Qua 16 mùa giải, đội bóng rổ của Đại học California của huấn luyện viên Walden đã chỉ số trận thắng thua kỷ lục là 620/147. Họ đã 10 lần thống trị giải vô địch quốc gia, trong đó có 7 lần liên tiếp vô địch và có 12 cầu thủ ghi tên vào danh sách đội hình tiêu biểu nhất với tỷ lệ đồng thuận đa số. Trong đó có tới 4 mùa giải họ vô địch với thành tích bất bại,
và những chú gấu nâu. Những chú gấu nâu đã có chuỗi 75 trận thắng liên tiếp vô tiền khoáng hậu từ năm 1971 tới năm 1973. Tạo thói quen tự đánh giá. Khi ngày càng thành thạo hơn việc tự đánh giá, bạn có thể linh hoạt tạo riêng cho mình một công cụ quản trị hữu ích về mức độ làm việc của bạn trong một ngày. Từ đó bạn có thể điều đặn thực hiện những đánh giá nhanh và ứng biến kịp thời nếu gặp phải vấn đề để quay lại đúng lộ trình. Hồi Tôm chuyển sang lĩnh vực tư vấn tài chính, ông đã linh hoạt vận động một số thói quen từ thời huấn luyện viên sang công việc bằng giấy mới mẻ này. Hàng ngày ông đều lên danh sách, lên sơ đồ thống kê những cuộc gọi và nhiệm vụ mình đã cần hoàn tất. Việc này thì rất giống với những lúc lên kế hoạch luyện tập và chiến thuật thi đấu khi ông còn là một huấn luyện viên bóng rổ. Trong sơ đồ ma trận đó, ông liệt kê danh sách khách hàng cần liên hệ trong ngày, cùng với các vấn đề cần thảo luận. Khi thực hiện danh sách công việc, ông đánh dấu cẩn thận các nhiệm vụ sau mỗi lần hoàn tất. Nhưng ma trận này đã được cải tiến để không đơn thuần là một công cụ quản lý nhiệm vụ, mà còn là một công cụ tự đánh giá. Mỗi khi Tôm rời khỏi cái bàn làm việc để đi uống nước, bước xuống sảnh nói chuyện hoặc làm việc khác riêng, thì trước đó ông sẽ dừng lại, ngước nhìn sơ đồ phía trước và tự hỏi bản thân ba câu hỏi. Mình đã làm tốt việc gì? Mình cần phải cải thiện kỹ năng nào? Mình sẽ thay đổi việc gì để đạt được cải thiện đó? Sau đó, ông sẽ đánh dấu mục tiêu cải thiện vào những vị trí ông mong muốn ở sơ đồ để khi tới bước đó, ông đã sẵn sàng, chuẩn bị tốt nhất. Trầm Tôm rất giống với huấn luyện viên Golden ở chỗ ông không cho phép mình đánh giá thành công dựa trên kết quả cho dù ông có thương quyết thành công hay không. Bằng cách đánh giá dựa trên hiệu quả công việc, Tôm đã huấn luyện tâm trí của mình tập trung vào những việc có thể kiểm soát được, quá trình thực hiện và mức độ nỗ lực. Và ông làm điều đó thông qua các lăng kính tích cực, thay vì để mặc tâm trí ảnh hưởng bởi những sai lầm. Khi được thực hiện đúng cách, quá trình đánh giá sẽ giúp bạn phát triển bản thân. Chỉ riêng việc đánh giá hiệu quả cũng có thể tạo ra tiến bộ. Sự tự đánh giá đang xen trực tiếp vào quá trình hành động. Do đó, hai yếu tố tác động bổ sung lẫn nhau đã được bước tiến vững vàng. Bằng tự đánh giá, đưa ra điều chỉnh và có hành động được thực tiễn. Đây là khi bạn được tận dụng tối đa nguồn thông tin thu nhập được và có thể quay lại đúng lộ trình nếu bị chệch hướng. Chỉ riêng việc đánh giá hiệu quả cũng có thể tạo ra tiến bộ. Đây là điều mà đa số mọi người có thể làm được, kể cả những người thành công. Họ sẽ chọn sai yếu tố đầu ra để đánh giá. Thay vì nỗ lực, họ chỉ nhìn vào kết quả hoặc bận tâm những điều tiêu cực mà họ quên mất có những điều tích cực. Đây không phải tự đánh giá mà là tự trừng phạt bản thân. Đây không phải tự đánh giá mà là tự trừng phạt bản thân. Một nhà đầu tư tài chính đã chia sẻ về vấn đề không hiếm gặp từ những lúc chúng tôi tổ chức các chương trình đào tạo. Doanh số anh kiếm được đạt tới khoảng 500.000 đô la trên một năm. Nhưng trong vài năm anh cứ mãi quanh quẩn mất đó. Sau khi nghe về việc cách đánh giá dựa trên nỗ lực trong một bài phát biểu của chúng tôi, anh đã lên kế hoạch cùng một số tiêu chí đánh giá cho riêng mình. Mục tiêu trong năm tới của anh sẽ kiếm được khoản doanh thu là 700.000 đô la và 3 việc cần làm trong ngày để thực hiện hóa mục tiêu đó. Hoạch định ngày mai, ngày hôm nay, nội dung trong chương 1, chủ động liên hệ với 12 khách hàng và hoàn thành bài tập tinh thần. Nội dung này sẽ được đề cập vào chương sau. Nhà tư vấn cũng quyết tâm không để mắt vào báo cáo tóm tắt thu nhập hoa hồng hiện trên màn hình, mà thay vào đó, anh đánh giá thành công của một ngày làm việc dựa trên mức độ hoàn thành 3 mục tiêu quá trình kia tốt tới đâu. Nếu anh hoàn thành hết cả thảy, đó là một ngày thành công, còn ngược lại hôm đó là một ngày thất bại. Ngay giữa giai đoạn này, nhà tư vấn đã trải qua một bi kịch cá nhân khủng khiếp. Anh cùng lúc mất một người thân trong gia đình và một người bạn thân thiết trong một vụ hỏa hoạn. Nỗi đau quá lớn khiến anh ngay lập tức mất tinh thần làm việc. Nhưng vài ngày trôi qua, anh nhận thấy rằng 3 mục tiêu quá trình rõ ràng chính là những bước đi đơn giản nhưng vững chãi giúp anh trụ được trong thế giới chao đảo quanh mình. Nó khiến anh có kiểm soát trở lại, thậm chí giúp anh có một lối thoát để tập trung vào một thứ thay vì chỉ gặm nhấm
biến cố đau buồn kia. Có những ngày anh chị có thể gắng gượng hoàn thành những cuộc gọi là bài tập tinh thần rồi quay về nhà trước buổi trưa. Qua thời gian anh bắt đầu phục hồi tinh thần, các mục tiêu, quá trình và hành động tự đánh giá bản thân dựa trên nỗ lực đã giúp anh phần nào lấy lại cảm giác cân bằng có mỗi ngày. Sau 6 tháng sau, cũng là cuối năm đó, nhà tư vấn biết rằng mình đã phần nào có được sự nhất quán khi thực hiện công việc mỗi ngày. Và anh cũng biết mình đã hoàn thành mọi thứ, nếu xét theo tiêu cực tự đặt ra. Tuy nhiên, con số đạt được vẫn khiến anh vô cùng bất ngờ. Anh đã tăng gấp đôi doanh số tới mức $1 triệu. Wow. Và đáng ngạc nhiên hơn, anh không có được thành tích tốt nhất mà còn giảm bớt căng thẳng trong công việc và tổng số giờ làm việc tại văn phòng. Tất nhiên, thành công tăng lên và căng thẳng công việc giảm đi không xóa hết nỗi buồn mất mát anh trải qua trong cuộc sống cá nhân. Nhưng nhờ đó, anh nhanh chóng lấy lại phần nào của tinh thần. Tới cuối cùng, anh chính là người kiểm soát được thành công. Tự thưởng rồi quên nó đi. Biết cách đánh tự đánh giá đúng đắn chắc chắn sẽ tạo cho bạn những kết quả tích cực. Và hãy nhớ tự khen thưởng cho bản thân cho một cột mốc đó. Kiểu củng cố tích cực này sẽ giúp thay đổi hành vi trong dài hạn. Thử nghĩ xem đâu là hiệu quả nhất để dạy dỗ một đứa trẻ. Bạn có thể răn đe bằng cách khiến trẻ sợ hãi, hăm dọa hoặc đe dọa sẽ trách phạt nếu chúng phạm sai lỗi. Nhưng trái lại, nếu bạn cũng có thể dùng phần thưởng và khen ngợi để củng cố tích cực những hành vi bạn muốn nhìn thấy từ trẻ. Bạn nghĩ thế nào sẽ khiến trẻ vui vẻ nghe lời và tuân theo? Bạn nghĩ thế nào sẽ khiến trẻ vui vẻ nghe lời và tuân theo? Và cách nào bạn cần giám sát liên tục? Vì nếu thiếu sự giám sát thì chẳng có tác dụng. Thay vì hành động tiêu cực và trách phạt, thì việc khen thưởng và củng cố những thói quen tốt sẽ giúp bạn duy trì thay đổi đó lâu hơn. Và người trưởng thành thậm chí còn là những người củng cố tích cực nhiều hơn cả trẻ con. Những thói quen của người lớn, bất kể tốt hay xấu, thì đều có thể thay đổi hơn so với một đứa trẻ 5 tuổi. Và chúng ta có quyền tự quyết nhiều hơn khi đưa ra những lựa chọn tồi tệ. Sự củng cố đó không chỉ là chuyện kể cho vui, nó là phản ứng hóa học. Trong cuốn sách Trí óc tự biến đổi của Noren Docker, ông mô tả trong bộ não xuất hiện phản ứng hóa học khi ta được khen thưởng. Và vì đã có nỗ lực tích cực, bộ não sẽ giải phóng norepinephrine và acetylcholine, những chất dẫn thần kinh tác dụng làm nhạy bén khả năng nhận thức và hiệu quả công việc và tăng thêm động lực đáng kể. Việc tự thưởng bản thân vì đã nỗ lực hết sức sẽ tạo ra một vòng xoáy tích cực cho việc cải thiện hiệu quả. Bạn trở nên thông minh khi biết cách tiến bộ hơn và biết tự thêm động lực để tìm tòi ra những phương pháp thúc đẩy thành công của chính mình. Chúng tôi không có ý khuyên bạn hãy ra ngoài và tự thưởng cho mình bữa tối $200 ngay sau khi hoàn thành mục tiêu quá trình trong 2 ngày liên tiếp. Công việc hoàn thành cần phải có nghĩa nhất định và việc chúc mừng nên phù hợp với quy mô của thành công. Khi bạn có được thành công, hãy ghi nhận và ăn mừng thành quả. Hãy thư giãn và tạm thời gạt bỏ công việc ra khỏi tâm trí. Một ví dụ thường gặp về phần thưởng là tự thưởng cho mình nửa ngày thứ 6 nghỉ ngơi. Sau khi đã hoàn thành trọn vẹn các danh sách 3 việc quan trọng nhất trên một việc bắt buộc. Khi đạt được một cuộc mốc nào đó, một trong những hoạt động ưa thích của Tom là ở ẩn trong 36 tiếng. Ông không nhận cuộc điện thoại đến giờ gọi đến và hay bàn bạc về công việc trong thời gian này. Đây là thời gian ông dành cho gia đình, bạn bè và tạm rời xa thương trường mỗi ngày. Nếu có thể tạm ngắt kết nối với thế giới ồn ào trong vài ngày, thì khi quay trở lại bạn chắc chắn sẽ có được cảm giác hứng khởi, sẵn sàng bắt tay vào công việc. Tới thứ 2 đầu tuần, bạn hãy lập tức quên đi thành công trước đó để sẵn sàng gây dựng từ đầu. Hãy nhớ, công thức cho thành công dài lâu là đạt được thành tích, tự thưởng cho mình rồi quên nó đi. Nhớ hoài là chết luôn. Lý do chính, nếu biết cách tự đánh giá đúng đắn thì đây được gọi là biện pháp cải thiện hiệu quả nhất mà bạn nên áp dụng. Đáng tiếc phần đông mọi người chỉ đánh giá những điều mà họ hầu không kiểm soát được, do đó họ dễ rơi vào cảm xúc tiêu cực, nản chí và thiếu sự tập trung cho các việc ưu tiên quan trọng. Đảo ngược vấn đề, chỉ cần biết
tự đánh giá đúng đắn, bạn sẽ mau chóng tiến bộ. Đường tắc giận đến thất bại là không biết cách đánh giá bản thân. Hành động ngay. Ngay bây giờ, bạn hãy dành ra 60 giây để ghi ra 3 việc mình có thể làm tốt trong 24 giờ qua. Hãy nhớ, việc tốt đó ở đây có thể bất kỳ hoạt động nào bạn giúp cải thiện sức khỏe cá nhân hoặc điều kiện công việc, thậm chí là một bước tiến nhỏ cũng được coi là việc tốt rồi bạn nhé. Một số ví dụ của khách hàng của chúng tôi. Vận động viên chuyên nghiệp, 3 việc làm tốt. Tranh thủ 15 phút gọi FaceTime cho vợ con trước khi vào cơ sở huấn luyện. 2. Thể hiện khá tốt trong những pha tranh chấp bóng 50/50 và 2/3 để số đó cướp bóng thành công. 2/3 số đó cướp bóng thành công. 3. Chỉ uống 2 cốc bia sau trận đấu. Nhà tư vấn tài chính 3 việc làm tốt. 1. Khởi đầu một ngày bằng 2 cuộc điện thoại cho 2 khách hàng có giá trị tài sản rộng lớn. 2. Hỏi xin thông tin từ khách hàng có giá trị tài sản lớn. 3. Không xin được thông tin liên hệ nhưng tự khích lệ bản thân, hỏi được là thành công. Nhân viên bảo hiểm, 3 việc làm tốt. Rà soát 3 danh mục của khách hàng. 2. Gửi một tin nhắn ngọt ngào cho vợ để bày tỏ sự quan tâm của ấy. 3. Sau cuộc đôi co giữa hai bố con thì 10 phút sau, mình đã đến chỗ thằng bé và thừa nhận sai lầm khi đã lớn tiếng quát nó. Mình còn nói, bất kể thế nào, bố vẫn rất yêu con, và thằng bé đã mỉm cười khi nghe được câu đó. Hay quá. 6. Chương 6. Đọc thoại tích cực. Nếu có dịp gặp gỡ và trò chuyện các vận động viên marathon, thì bạn sẽ thấy câu chuyện mà đa số họ chia sẻ chạy từ km số 35 đến km số 46 đều tương tự ở một thời điểm. Đó là lúc con quái vật tinh thần xuất hiện rình rập. Một khi đã cán mốc km số 35 thì câu hỏi đặt ra không phải là liệu bạn đã đấu sức chạy nốt chặng đua cuối cùng không, bởi vì bạn hoàn toàn có thể. Điểm mấu chốt là liệu con quái vật tinh thần kia có tìm đến bạn và khiến cho bạn nao núng tinh thần không. Xuất tiên cảm nhận được sự tồn tại của con quái vật tinh thần kia từ km số 38. Ngay từ đầu cô đã bứt tốc và tính ra chỉ mất 4 phút để hoàn thành mỗi km đường chạy trong 27 km đầu tiên. Đó là một tốc độ tuyệt vời. Cô tự nhủ hôm nay quả là một ngày suôn sẻ và cảm thấy tràn trề sức lực. Chiến thắng gần như nằm trọn trong tay. Thậm chí cô còn sắp phá vỡ kỷ lục của chính mình. Nhưng tới km số 38, cô tưởng như sắp gục ngã tới nơi. Những cơn đau dữ dội như thiêu đốt lồng ngực, mọi bước chạy đều đau nhói như dẫm phải bàn trong. Nếu muốn đi hết cuộc đua, cô phải thật bình tĩnh để đối diện với con ác quỷ đang chế ngự tinh thần với giọng nói văng vẳng bên tai. Đáng lẽ lúc đầu mày không nên chạy hết tốc lực hay đau đớn quá sức chịu đựng rồi, mày nên bỏ cuộc đi. Kachi đã quá quen với những nỗi đau, với những cơn đau. Cô đã từng là một vận động viên chạy cự ly dài đầy khát khao chiến thắng ở Đại học Texas. Trong thời gian tập luyện của một cuộc đua marathon đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cô bắt đầu nhận thấy cơ thể có những dấu hiệu khác lạ. Từ một người có thể chạy hơn 120 km một tuần, sức khỏe của cô giảm sút tới mức thậm chí không đủ sức để chạy liền mạch 1 km. Sau một loạt xét nghiệm phức tạp, bác sĩ thông báo cho Kathy một tin khủng khiếp. Cô bị chẩn đoán một bệnh ung thư vú. Nhưng sau 14 lần hóa trị, 31 đợt xạ trị cùng 2 cuộc phẫu thuật, cô đã kết luận rằng không còn tế bào ung thư trong người. Căn bệnh ung thư biến mất, nhưng một trong những di chứng còn sót lại là giọng nói tiêu cực luôn ám ảnh cô. Cách thì quay lại với việc luyện tập, nhưng khi bắt đầu chạy những quãng đường dài hơn, tiếng nói con ác quỷ kia cứ lơ lửng vân vẩn quanh tai cô. Mày sẽ không bao giờ chạy được như trước nữa. Sao phải cố gắng chứ? Qua thời gian, nhờ thói quen rèn luyện tinh thần đặc biệt mà Kathy đã đánh bại được con ác quỷ đó. Và đây cũng chính là nội dung trong chương này. Cô học được cách ám thị tinh thần để rèn luyện cho một ý chí cứng cỏi và thay thế những ý nghĩ tiêu cực bằng khát khao chiến thắng vượt trên nỗi sợ hãi. Cùng với việc tập trung vào ưu điểm thay vì khuyết điểm. Ngày hôm nay tôi là người mạnh mẽ. Ngày hôm nay tôi là người khỏe mạnh.
Ngày hôm nay tôi là một con quái thú. Ngày hôm nay tôi là một con quái thú. Và cô đã vận dụng thành thạo phép hình dung để tạo niềm tin rằng mình đủ sức chinh phục thử thách tiếp theo. Nhờ biện pháp có tên bài tập tinh thần, Kathy đã tạo ra các phân đoạn hình ảnh trong đầu để củng cố niềm tin mãnh liệt và chiến thắng ở chặng đua kế tiếp. Đặc biệt là cô còn có thể nỗ lực hơn nữa vượt qua chặng đua khó khăn nhất bằng cách điều khiển sức mạnh tâm trí của cô. Như vậy, cô đã không để cho những ý chí, ý nghĩ tiêu cực có cơ hội len lỏi vào đầu mình. Cô không cần vất vả, kháng cự và dập tắt chúng, bởi ngay từ đầu cô đã tự dựng một hàng rào phòng thủ ngăn chặn mọi sự xâm nhập. Nhờ vậy cô đã đặt mình vào thế chủ động tấn công thay vì phản công. Trong quãng km số 38 đầy gian nan, mục tiêu duy nhất của cô là kết thúc 5 km cuối cùng. Lý trí của cô đang kêu gào vì cơn đau cháy bỏng trong lồng ngực và đôi chân rã rời. Nhưng Cathy biết rằng càng nghĩ nhiều đến cơn đau thì nó lại càng dữ dội hơn. Vì thế cô quyết tâm lấy lại tinh thần như trong chuyện ngôn cá nhân đặt ra lúc trước. Ngày hôm nay tôi là người mạnh mẽ. Ngày hôm nay tôi là người khỏe mạnh. Ngày hôm nay tôi là một con quái thú. Cô liên tục nhắc nhở mình ba câu đó. Khi Cathy nỗ lực tới được km số 40 thì trước mắt cô hiện ra một ngọn đồi rất dốc. Một chướng ngại vật loại bỏ những người yếu đuối ở cuối cuộc đua. Tới đây cô áp dụng phép hình dung nằm trong bài tập tinh thần mà mình từng được hướng dẫn và tưởng tượng ra cảnh đôi chân chạy vung vút trên sóc sườn dốc. Bứt phá hơn nữa khi lên đến đỉnh đồi. Cô đắm chìm trong một khung cảnh bản thân chinh phục đỉnh đồi và rồi chợt ra tâm trí mình đang lang thang một hồi. Khi định hình lại, cô thấy mình đang chạy xuống dốc và tăng tốc hơn. Ở km cuối cùng, Cathy hồi phục được tốc độ chạy như cũ. Bước chạy đau nhói lúc trước trở nên nhẹ nhàng, nhẹ bẫng và lồng ngực giãn ra mở rộng khiến cô đạt được tới trạng thái hưng phấn mà mình luôn mong đợi. Cô ác quỷ kia đã biến mất và cô về đích với thành tích tốt nhất từ trước tới giờ. Cathy chinh phục chặng đua không phải nhờ đôi chân dẻo dai hay quá trình huấn luyện khắc nghiệt về thể lực, mà là do sức mạnh tâm lý và phương pháp độc thoại tích cực. Khái niệm độc thoại vốn đã xuất hiện từ lâu và nó có chỗ đứng nhất định trong tâm lý học. Nói đơn giản thì đây là những lời bạn tự nói với chính mình thay những điều bạn nghĩ trong đầu về việc mình là ai, mình tin tưởng vào điều gì và ý thức như thế nào về hành động của bản thân. Nếu bạn dễ nảy sinh những lời độc thoại tiêu cực thì cũng là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng bạn hãy nhớ, tự miệt thị chính mình còn gây tổn hại nặng nề hơn so với việc tự hành hạ thân xác. Hãy nhớ, tự miệt thị chính mình còn gây tổn hại nặng nề hơn với việc tự hành hạ thân xác. Bạn, giả sử bạn có một dự án quan trọng đã sắp đến hạn, thì độc thoại chính là tiếng nói khích lệ trong đầu của bạn để bạn cố gắng thêm chút nữa. Tới cuối ngày, bạn cảm thấy kiệt sức và định bỏ dở công việc đến ngày mai. Làm nốt thì những việc tự nhủ với bản thân sẽ thúc bạn tiếp tục. Ở trong một tình huống khác, nếu bạn lên lịch tập gym 3 ngày trên một tuần và hôm nay đến buổi tập thì độc thoại lại tiếng nói tranh luận trong đầu khi bạn cứ nghĩ đắn đo xem có nên ra khỏi giường đi tập hay là không. Ở cấp độ cao hơn, những tờ lời tự độc thoại để thể hiện sự tự nhận thức về bản thân và cách bạn nhìn nhận chính mình. Cuốn sách Thay đổi tư duy của tiến sĩ Maxwell Moore từng gây ra rất nhiều hiểu lầm về sự hình thành thói quen lại chính là tài liệu đầu tiên để cập nhật đến khái niệm vô cùng quan trọng. Sự tự nhận thức về bản thân và tầm ảnh hưởng đáng kể tới những thứ mà người ta thực sự có thể đạt được. Mark đưa ra một lý thuyết đơn giản về sự tự nhận thức. Ông cho rằng một người không thể liên tục có những thành tích xuất sắc hay yếu kém hơn mức độ mà họ tự nhận thức về bản thân. Nói cách khác, nếu bạn nhất quyết tin rằng thành tích của mình chỉ ở mức độ trung bình hoặc xuất sắc hay yếu kém, thì bạn sẽ không thể liên tục có kết quả tốt hơn hay tệ hơn mức đánh giá đó. Những điều mà bạn liên tục tự nhủ với chính mình là chi phối đến nhận thức của bạn về bản thân, từ đó ảnh hưởng đến kết quả của hành vi trong thực tế. Do đó bạn có thể thay đổi sự tự nhận thức thông qua điều chỉnh những lời độc thoại. Bởi vì những điều mà bạn liên tục tự nhủ với chính mình sẽ chi phối những nhận thức của bạn về bản thân, từ đó ảnh hưởng đến kết quả của hành vi trong thực tế. Do đó, bạn hãy
thay đổi sự tự nhận thức thông qua điều chỉnh những lời độc thoại. Đây là một điều cực kỳ quan trọng, nhắc lại cũng không thừa. Điều chỉnh cách độc thoại có thể giúp bạn thay đổi nhận thức về bản thân. Nhận thức chính xác về giá trị của bản thân hay hình mẫu muốn hướng tới, tức là bạn đang tạo cho mình một bệ phóng cần thiết cho thành công. Để làm được điều này, hãy thành thạo hai bước sau. Trước hết, bạn cần nhận thức rõ những gì mình đang tự nhủ với bản thân. Tiếp theo, bạn phải ngăn bản thân độc thoại theo hướng tiêu cực. Kể ra những lời tự mắng mỏ chỉ mang tính bông đùa thì cũng không đem lại cái lợi ích gì cả. Thậm chí nó còn ảnh hưởng xấu đến việc nhận thức của bạn về bản thân. Vì thế bạn nên ngay lập tức dừng lại và tránh tái diễn về sau. 7. Suy nghĩ tập trung vào vấn đề. Nhiều người cho rằng tôi không thể không lúc nào cũng kiểm soát được suy nghĩ của mình. Nhưng những ý nghĩ hoài nghi và tiêu cực cứ đột nhiên hiện lại trong đầu và tâm trí họ trở nên ám ảnh và gánh nặng trên vai. Họ nghĩ khi rơi vào tình trạng như vậy thì chỉ còn nước cốt phớt lờ những suy nghĩ để chúng tôi tự trôi vào quên lãng. Nhưng nếu có chung suy nghĩ với số đông thì bạn chỉ thuộc nhóm những người ở mức trung bình. Những người có tinh thần thép sẽ phản đối nhận định sai lầm trên. Bạn sẽ dễ dàng kiểm soát suy nghĩ hơn nếu bạn còn rèn luyện đúng cách. Như đã nói ở phần trước, chế độ mặc định của não là phần là thường tập trung vào những khó khăn hay khuyết điểm. Khuynh hướng tập trung vào những khó khăn được suy nghĩ được gọi là suy nghĩ tập trung vào vấn đề. Đó là tình trạng mà đa số mọi người thường gặp, thay vì việc phải chú ý quan trọng hơn tới giải pháp và ưu điểm của cá nhân mình. Trên thực tế, rất nhiều người, ở các chuyên gia sức khỏe tinh thần hoặc tác giả của các cuốn sách kỹ năng tự thân, huấn luyện cách suy nghĩ tập trung vào vấn đề bởi quan niệm chưa đúng đắn, nhưng có tác dụng ý tốt, nhưng có tác dụng ý tốt của họ. Quan điểm đó là cứ thoải mái bày tỏ nỗi niềm của bạn và vấn đề sẽ tự khắc biến mất. Đáng tiếc, không có bằng chứng thực tế nào chứng tỏ rằng quan niệm đó là đúng. Chỉ nói về khó khăn, để những suy nghĩ tập trung vào vấn đề, để đó chiếm đoạt được tâm trí, thì chẳng thể giúp bạn tìm ra được một giải pháp. Ngược lại, theo như thuyết mở rộng, nó còn khiến vấn đề ngày càng tồi tệ hơn. Lý thuyết đó như sau. Khi bạn chìm đắm suy nghĩ vào một điều gì đó, nó sẽ chiếm vị trí ưu tiên trong tâm trí bạn, khiến những suy nghĩ và ý tưởng khác bị gạt sang một bên. Ý tưởng đó càng lớn dần trong đầu, thì cảm xúc và hành vi tương ứng của bạn, bản thân sẽ thay đổi theo. Những điều bạn tập trung sẽ có ảnh hưởng ngày càng lan rộng trong bộ não và ảnh hưởng tới hành vi. Việc tập trung vào mặt tiêu cực về cơ bản cũng giống như việc bón phân cho một cỏ dại trong một sân vườn vậy. Hay quá. Hôm nay em sẽ đọc tới đây nhé. Ok. Chú Hanh hay nhỉ. Cảm ơn cả nhà đã nghe em đọc sách nha. Chào mừng Hồng Nhan quay trở lại sân đấu đọc sách tiêm 6 giờ sáng nhé. Càng dạo này thấy càng xinh hơn là thấy không thích rồi nha. Xinh hơn tôi là tôi không chịu rồi đó nha. Đi xong chưa? Ok, xong rồi ạ. À không, bỏ Hồng Nhan đấy, cách ly là xong chưa? Về hàng chứ bà? Về hàng rồi à? Vẫn đang trong thời gian cách ly à? À, hôm nay đi test lại có kết quả, ngày mai có kết quả thì okay, là tự do. À, là tự do rồi. Rồi càng về xong càng xinh hơn cái kia là sao ta? Xinh một cách là phải nói là đột phá đấy. Nhìn vô về cái phòng chát cacao mình dừng mình, cái phải là Hồng Nhan nhà mình luôn. Làm xinh lồng lộn đấy. Về Việt Nam mẹ tút lại. Nhìn là biết tốt. Hồng Nhan cúi xuống ấy, cúi xuống cho nhìn như là một em bé kiểu mười mấy tuổi thôi á. Lồng lộn. Đúng rồi, vừa đấy chị cứ tưởng là ôi trời ơi, em bé nào kia mà ngồi đọc sách chăm chỉ thế. Không ngước lên nó không biết đâu đó. Trẻ lắm em ơi. Cao cao kìa, trời ơi, nhìn bà cho tôi nhìn. Mình trông như là mới 12 tuổi. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Chưa ai silly là chỉ có trẻ à. Có gì đó sai sai. Tại em đẹp quá nên đi lệch chủ đề rồi nhá. Nha, em trẻ quá nên lệch chủ đề rồi đó. Vậy là nghĩa là đọc xong là ta phải bình luận, là phân tích sách.
Em mà tự nhiên đọc sang lấy giờ là dồn hết sang Hồng Nhan rồi. Chị ơi, hôm nay là kẻ giảm giá nha. Hai cái. Ông mùa à? Giảm giá gì đấy? Sao sao đã được giảm giá rồi? Em cầm cái máy này bị cắn. Ok, cảm ơn chị em đã tham gia lớp buổi sáng trên đọc sách nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và sau đây em xin mời chị Hằng. Mời Huyên đi, Huyên á, ok. Huyên có thể đại diện bên đội bên ngoài và mình có thể phát biểu về cái chương vừa rồi không ạ? À, ta ghét Thảo Khảnh á, cứ chụp ảnh sách mà chụp một lửa vời không à, chụp cho lửa xong rồi đọc một lửa đánh dấu vào nha. Hay quá, may cái giọng đọc hay ta còn theo kịp đấy, chứ không thì chắc là ta ngồi như kiểu không biết là trời đất đầu lên trên mây không à. Mình tìm nồi cả mắt có quay sao không tìm thấy đọc cái nào thôi rồi. Tưởng mình nghe mỗi chị đó, có ra em ngồi em cũng duyên xem hi, em chụp cái hai chục trang mà em quay lại em chụp lên toàn là những trang đã đọc rồi thôi nên em biết sao giờ. Nói giờ chị ngồi đọc trang mình chưa đọc đấy, trời ơi vào tìm không thấy đâu cả, đi nhà vệ sinh quay lại không biết đoạn nào khóa chưa, là không có đoạn nào đẹp xem. Em thấy rằng là cái phần Thảo Khảnh đọc ấy về cái phần nhật ký thành công, nhật ký thành công này mình cũng lên ghi. Hồi trước là như là em ghi ấy, toàn là mình đánh giá, tức là mình tự đánh giá bản thân mình ấy, nhưng mà mình luôn đánh giá theo một cái cách là tiêu cực, mình không đánh giá kiểu tích cực. Nên là khi mà mình viết ra mình đánh giá mình làm chưa tốt, có nghĩa mình phải viết là mình đã làm tốt rồi, đánh giá nó tích cực hơn một chút, nhưng mà mình lại không đánh giá tích cực mà đánh giá tiêu cực. Nên là thông qua cái nhật ký thành công ấy, nhật ký thành công thì mình viết ra là ba việc mình đã hoàn thành trong 24 giờ qua đấy, và ba việc và sẽ viết thêm một cái việc là mình sẽ phải làm trong 24 giờ tới. Thì để mà viết cái nhật ký thành công này thì em nghĩ là mọi người nên viết là theo một cái chiều hướng là mình tích cực. Ví dụ như trong 24 giờ qua mình đã làm được gì này. Ví dụ như em là ví dụ như mình giữ cho được cái mối quan hệ của gia đình mình lồng ấm hơn chẳng hạn. Đấy là cũng là một cái mà việc mình cũng làm tốt trong cái 24 giờ qua chẳng hạn. Hay là mình liên lạc được với các bạn này, hay các partner của mình. Đấy, cái đấy cũng nên ghi. Và ví dụ như 24 giờ tới thì mình sẽ phải làm việc gì, mình thấy là ghi ra cái quan trọng ấy, quan trọng vẫn là cái mối tình cảm giữa con người và con người, mình liên lạc với những cái người xung quanh của mình, bạn bè hay là những partner của mình. Thì cái phần đó là em thấy là phần về chủ nghĩ, và đặc biệt là mình không nên là đánh giá quá thấp bản thân của mình. Bình thường là đánh giá quá thấp bản thân của mình không ạ? Nên là mình và khi mà mình đã mệt mỏi rồi, mình tự cho cái con ác quỷ, giống như cái cô gái kia kìa, cô cũng có cái con ác quỷ đấy, nhưng mà cô đánh bật được ra, đúng không? Cô chạy marathon được, thế nhưng mà mình thường không à, buổi sáng là con ác quỷ nó lôi mình ngủ không à? Không dậy được không à? Đúng không? Nên mình phải bỏ được con ác quỷ của mình ra thì mình mới thành công được. Cảm ơn Thanh Thảo đã đọc nhé. Bên xin dừng nhường mic cho chị em khác. Wow, xin cảm ơn Thảo Khảnh rất là nhiều. Đọc sách rất là hay. Đọc hay mà lại bạn lại được cái quyển sách này quá hay luôn. Đọc đến đâu rồi mình. Cuốn sách này dành ra để dành cho em thì mà. Tuyệt vời. Đây là, xin lỗi nhé, con gái đang phân tán chút. Bây giờ chị xin chia sẻ, cảm ơn em Huyên rất nhiều. Em nhắc nói những cái đoạn mà chị cũng muốn nói, là khi mình tập trung vào cái tích cực, không nên tập trung vào cái tiêu cực, và tự tập trung cái tiêu cực, nghĩ vào cái đánh giá cái điểm của mình không tốt ấy, là nó gieo vào, như là cái gieo vào cái mảnh đất tiềm thức của mình ấy. Lúc nào mình cứ nghĩ cái điều tiêu cực ấy thì nó sẽ ảnh hưởng suy nghĩ của mình, ảnh hưởng rất là nhiều. Để cho mình, để suy nghĩ cái tích cực, để mình, nếu như mình suy nghĩ được cái tích cực ấy thì hàng ngày mình luôn luôn tràn đầy năng lượng. Cái năng lượng, cái tích cực gieo vào cái đầu mình, gieo vào cái trí óc của mình, cái mảnh đất của mình càng ngày càng phát triển hơn, và cái tinh thần mình nó sẽ phấn chấn hơn,
cái điều tích cực nó thúc đẩy mình, cái tư duy và cơ thể, khi mình suy nghĩ tiêu cực thì cơ thể mình sẽ khỏe mạnh hơn, phấn chấn hơn, làm việc có hiệu quả hơn. Nếu như mình cứ suy nghĩ vào cái sai lầm của mình ấy, cái sai lầm của mình, tự dưng mình cảm ấy, tinh thần mình đi xuống này, là một dằn vặt bản thân này, không à, cái mặt mình là sẽ không được tươi, không được tươi tắn. Nên là cái gương mặt mình ấy, cứ ngày nọ ngày kia, cứ đập đi đập lại, ngày nào mình cũng nhăn nhúm vào thì nó như nó sẽ tạo ra vết nhăn trên khuôn mặt. Nếu như mà hàng ngày mình được suy nghĩ tích cực thì mình khuôn mình mặt mình sẽ rạng rỡ, lúc nào cũng cười happy, lúc nào cũng mình rộn ràng, lúc nào cũng rộn ràng trong lòng mình ấy. Thì cái nét mặt mình lúc nào cũng tươi vui, nụ cười mình lúc nào cũng nở trên môi và luôn luôn tích cực. Nếu nó gieo vào cái mảnh đất tích cực mình, cái tiềm thức của mình, thì mình cảm thấy mình lạc quan hơn. Thế trong cái này là lúc trước mà đoạn đầu của em Thảo ấy là ghi nhận điều mình xứng đáng, hay ghi được nhận những điều mình xứng đáng, mình xứng đáng nhận được cái hạnh phúc này, những cái gì tốt đẹp nhất này, mình là người thành công này, là mình là người giàu có này, mình là người hạnh phúc này, mình còn hơn như thế. Ví dụ mình sai lầm rồi, mình luôn luôn mình bật lại cái điều đó. Cái gì ai cũng phải trải qua cái sự sai lầm, cái sự không tốt ấy. Không ai là lớn đến cái là mình sẽ trở nên tốt đẹp được. Ví dụ như mình thấy em Thảo đọc hay này, lưu loát này, em Huyên thì cũng nói rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng mà qua cái sự rèn luyện của mình, cái tâm trí mình để ý đến nó thì mình sẽ được, nhưng mà tâm trí chị lại không để ý thì mình sẽ bị khuyết điểm đó. Nhưng mình đừng nghĩ so sánh cái điều đó để mình cảm thấy mình thiếu, mình thua em đấy chẳng hạn. Mình còn mạnh, mình có rất nhiều mặt đó chẳng hạn thế. Cái này rất là hay, mà không nên là mình luôn luôn mình có quyển nhật ký theo dõi cái sự thành công của mình. Nếu như mình không có quyển nhật ký theo dõi thành công thì mình sẽ đi lệch hướng. Sẽ đi lệch hướng. Nếu hàng ngày mình ghi cái quyển sách đấy, cái quyển sách nhật ký thành công, mình ghi đấy, hàng ngày mình ghi những điều tích cực vào đó và mình vạch ra những cái chiến lược của mình đi đúng. Mình ghi vào nhật ký thành công, mình ghi nhật ký thành công, mình theo dõi cái bước đi của mình mỗi ngày thì mình sẽ tốt hơn. Chị vừa lấy chị bảo mình phải mua mấy quyển sách thật đẹp và nhật ký thật đẹp, mình ghi là nhật ký thành công, mình ghi những điều tích cực vào trong đó để mình đừng ghi những điều tiêu cực. Ví dụ như trong một ngày những cái gì mình ghi hết vào, mình đau khổ mình ghi hết vào, nó thành ra mình cứ sau này mình mở ra mình nghĩ lại nó lại càng áp lực thêm, gạt nó ra bên, đừng ghi nó vào, ghi những điều tốt nhất vào trong quyển đó và ghi những cái gì mình mong ước mơ ước để xây dựng lên để sau này mình đạt được nó. Ví dụ tôi ước mơ có một cái ngôi nhà, hoặc tôi ước mơ có một người chồng như thế này chẳng hạn, chồng mình sẽ thay đổi những điều tích cực đấy. Mặc dù chồng mình chưa thay đổi thì mình nắn chồng mình thay đổi, mình hướng cho chồng mình thay đổi. Không phải mình muốn chồng mình tặng cho mình cái này, mình cũng phải mình hướng cho chồng mình về để tặng cho mình. Đấy là nhật ký tích cực, nghĩa là mình muốn cái gì chồng mình không ý thức được thì mình phải ý thức cho chồng mình ý thức được đó. Hoặc là chồng mình muốn chồng mình mua cho mình một cái gì đó, cái món quà gì đó, hoặc cái nhẫn, hoặc cái kim cương gì đó, mình hướng cho chồng mình để dần dần chồng mình sẽ mua cho mình. Thì rất là nhiều, nhưng mà ta kêu toàn nói ở ngoài này sao ấy. Chị nói hay mà. Thật sự em có sách em tập trong một gì nữa mà. Tự miệt thị chính mình, tự miệt thị chính mình còn tồi tệ hơn hành xác, hành hạ thân xác ấy. Tự miệt thị chính mình còn gây tổn hại nặng nề hơn so với tự hành. Mình thấy nhiều qua quá trình mình lớn lên rất nhiều người nhá, tự hành hạ thân xác nhé, cứ làm phạt cái gì nhá. Nhiều anh thanh niên ấy hành hạ thân xác, tự dao chặt ngón tay của mình, tự gạch tự ấy mình, tự dằn vặt mình. Thì cái đấy nó cũng đã gây tổn là đã ghê rồi. Các chị kiểu mà tự miệt thị chính mình, mỗi khi mình nói nỡ lời với ai hoặc là mình làm sai với ai ấy, mình trước cái chuyện tự dằn vặt mình, dằn vặt cái xấu hổ nghĩa đó, lúc nào cũng xấu hổ mà khổ sở đấy, tìm cái lỗ là mình chui xuống ấy. Nhiều lỗ là chui xuống mình làm sai ấy, với ai đó ấy.
Nhưng bây giờ đọc cái quyển này là thôi, ai mà chẳng trải qua cái lỗi lầm, tự động việc và mình sẽ thay đổi. Không được dằn vặt mình quá nhiều để cho mình tiêu cực, nó đau khổ bản thân mình, tự làm cho mình đau khổ thêm. Nó còn đấy, cái câu hôm nay đọc là tự miệt thị chính mình còn hơn, còn tồi tệ hơn cả hành hạ thân xác của mình. Ừ. Nói rất là hay. Trước hành hạ có người chơi mấy người nhá, mấy anh thanh niên tự chặt ngón tay mình đi nhá. Anh huấn huấn đấy, anh huấn mà trên mạng mà cũng có cái vợ cũng vợ mà cũng rất sexy ấy. Thế trước anh ấy tự chặt em ấy, em ít tuổi hơn, em tự chặt ngón tay của mình đi. Em ấy lỗi lầm. Em lỗi lầm em ấy chắc là bỏ cái anh ấy chặt ngón tay là anh ấy thề là anh thay đổi cuộc đời. Anh ấy ngón tay anh thề. Trước kia cũng kiểu như là chơi bời chắc táng nội kia đấy. Thế là tự mình lấy dao chặt ngón tay trỏ mình đi và sẽ đổi đời, hứa là mình sẽ không sai lầm nữa. Đấy, tự đấy người ta tự hành hạ thân xác để tự dạy cho mình, để cho anh như mà anh suy nghĩ tích cực thì không sao, nó chưa tiêu cực là đôi lúc có khi tự vẫn nữa. Và anh thề là anh chặt ngón tay này anh khẽ không bao giờ anh lặp lại cái sai lầm của anh nữa. Thế và anh trở thành một người tốt, chịu kiếm tiền nuôi vợ đôi con, yêu thương tất cả mọi người, nhưng bây giờ anh rất là tốt rồi. Cảm ơn em đã đọc sách, em thảo đọc, cảm ơn tất cả mọi người đã nghe chia sẻ đến đây. Cảm ơn là chị Hằng phải nói là độ tập trung khi mình đọc sách là cao nhất. Lâu lâu em vẫn nhìn lên rất là cao, là chị ghi được rất nhiều câu khi mà em đang đọc ấy. Thật là tuyệt vời, cái đó em chưa làm được. Sau đây thì mời em bé Hồng Nhan đã quay lại với trường đọc sách, và em có thể cho cả nhà biết về cảm nhận những chương vừa rồi mà Thảo Cảnh đã đọc không ạ? Chào cả nhà. Em thì mới nghe lại nhưng mà nãy thì kiếm không có đọc. Nhưng mà thích, cũng là thích cái đoạn mà mình phải khắc phục được cái tính cái mà gọi là tự ti của mình ấy. Khi mà mình gặp một biến cố nào đó trong cái quá trình mà 2 tháng em ở Việt Nam ấy, em học được rất là nhiều. Tại vì ở bên này mình đa số là mình đi làm thì mình cũng mới tiếp xúc, nhưng mà về Việt Nam á, thì mình học được rất là nhiều thứ, là trong vòng 2 tháng đó học rất là nhiều cái với lại là cái dịch bệnh này nè, nên là mình ngộ ra được nhiều thứ lắm. Có nghĩa là mình phải sống tốt lên đi, mình tự tin lên, mình nâng cấp bản thân mình lên. Tại vì mọi người hay nói là sống nay chết mai, tại vì corona này bây giờ nó hoành hành quá, mọi người phải giữ sức khỏe nè, nên là phải tự tin lên, thích cái gì thì làm cái đó. Nên là cứ mỗi ngày cứ mình trau chuốt bản thân mình lên, đọc sách nhiều hơn. Em đợt này em đi về Việt Nam, em mang đúng một cuốn sách, nhưng mà em về em lấy kinh được 10 quyển. Tuyệt vời quá. Mẹ em cứ hỏi con này sao ngày nào shipper cũng gọi mày mà toàn là sách không. Hay đọc sách đỡ hơn mình đọc thật những cái chưa? Tiêu cực. Tại vì dạo gần này giống như là mình lướt TikTok ấy, hầu như là dạo gần này dịch bệnh nhiều quá, kiểu là chia ly nhiều quá, nên mọi người cũng có cái xu hướng là tiêu cực nhiều ấy. Cho nên là dạo này TikTok em cũng ít lên, nên là kiểu như mình theo phong trào để mà mình giữ tương tác thôi. Còn lên mà nhiều quá mà là sẽ bị ảnh hưởng ngay. Tạo động lực mỗi ngày cho mình ấy. Với ông bạn thân của em, ông có nói một câu thế này: sống nay chết mai ấy. Nên là trước đây á, có tiêu cực phải bỏ đi, tích cực lên vào, làm nhiều vào, học nhiều vào, tiêu cực mới mốt chết không ai nhắc. Quá chuẩn. Mình phải trở thành một cái người gọi là người 500 ấy, mà mình có sức hút đến nỗi mà người ta không cần biết là cái sức hút từ đâu, chỉ cần nghe tin mình là người ta muốn đi chung. Chính xác, thật sự là như thế. Ông anh bạn em là đi đâu không biết, phong trào gì không cần biết, nhưng mà hỏi là có anh đó đi hay không là mọi người từ già trẻ bé lớn không cần biết, nghe tên là muốn đi chung. Có sức hút ha. Nói chung em cũng bị hút đấy. Okay, em cũng bị hút nên chơi thân được cũng 15 năm ngoái hơn. Năm ngoái chị chưa vào Asili, chị cũng hay tập thể dục hay đọc sách, chị live stream lắm, kiểu live stream trên Facebook của chị ấy. Thế là một thời gian sau, rất nhiều người, mặc dù chị không biết,
dạo này chị ít livestream cho đọc sách tập thể dục của trên chạy chạy chị chạy vòng quanh bờ suối là chị ấy là chị livestream. Thế mọi người, ui em hâm mộ chị hàng năm, em thấy chị lúc nào cũng năng lượng, lúc nào chị cũng chạy tập thể dục, lúc nào chị cũng đọc sách. Đó, thế là mình, ồ, mình mới kiểu như chỉ quay cái tập thể dục của mình thôi mà người ta cũng hâm mộ mình rồi. Đúng rồi chị, như em đấy, mình thường xuyên mình tập thể dục ở đấy, chị người ta sẽ tự nhiên, nó là cái thông lệ của mình rồi. Người ta thấy mình thế thì người ta không nói đâu, người ta theo dõi thôi, nhưng mà không thấy mình thì người ta lại nhắn tin, người ta lại hỏi sau này thế nào rồi, một tự nhiên thấy mất tích, không thấy livestream hay là không thấy tập thể dục, không thấy đọc sách nữa. Nhưng mà mình có hỏi cái bà này ngày nào bà cũng livestream, hôm nay sẽ bà mất tiêu nhỉ. Ừ đó. Gần như thói quen á, kiểu thấy cái thói quen ngày nào lướt Facebook, nhưng mà lúc mình livestream thì chả vào bình luận nhất cho mình gì cả. Ngày nào bỗng nay đọc sách, hôm nay bà không like, hôm nay bà bận rồi. Nhưng mà sau này Facebook có bóc tương tác đó. Đúng rồi chị. Đúng không? Cảm ơn Nhan và chị Huyên và chị Hằng rất nhiều đã tập trung đọc sách nhé. Thì ở cái chương này thì em rút ra được kinh nghiệm, đó là mình không những ghi những cái tiêu cực, những cái mình phải cố gắng làm việc sắp tới, mà phải tự thưởng cho bản thân của mình những việc mình đã làm được. Chẳng hạn như là những nhật ký thành công ấy. Chẳng hạn như hôm qua thì mình đã liên hệ được 10 khách hàng. Khi mình ghi vào như vậy thì mình khi nhìn nhật ký thành công, mình lại có động lực để hôm nay mình lại liên tục mình gọi tiếp. Đó. Cái nhật ký thành công này để nhắc đến những cái mình đã thành công, mình đã làm được. Thay vào đó là mình cứ tự trách mình, hôm qua tại sao mình như vậy. Nó giúp cái tâm trí mình thoát khỏi những cái tiêu cực. Thì chỉ riêng về việc đánh giá hiệu quả là cũng có thể tạo nên sự tiến bộ. Rồi, đây là điều mà đa số mọi người không có thể làm được. Kể cả những người thành công, họ lựa chọn sai yếu tố đầu đưa ra để đánh giá. Thay vì nỗ lực, họ chỉ nhìn vào kết quả hoặc bận tâm những điều tiêu cực mà quên mất củng cố những điều tích cực. Hầu như là mình luôn luôn trách những cái điều mà tiêu cực mình làm ra. Cái nhắc nhở trong đầu mình như vậy thì làm như vậy sẽ làm thứ nhất là mình mất lửa. Cái thứ hai là sẽ giảm cái sự cố gắng của mình trong những việc sắp tới. Thì hôm nay là mình sẽ ghi lại 24 giờ qua mình làm được gì. Và như chị Huyên nói là 24 giờ tới mình sẽ làm tốt được những gì. Mình ghi ra để mình có động lực để mình làm tiếp những việc tốt như vậy. Đó là nhật ký thành công. Cũng như là về cái chương 202 thì là tự thưởng rồi quên đi. Mình đừng nên là tự thưởng quá dài. Không phải là mình hôm nay mình đạt được 10.000 đô, 22.000 đô, mình chạy ra mình ăn liền một bữa 200 đô như anh ấy nói đấy. Mà anh ấy là khi đạt được một cột mốc nào đó, một trong những hoạt động ưa thích của Tôm là ở ẩn trong 36 tiếng, thoát khỏi Internet. Không nhận được một cuộc gọi đến hay bàn bạc về công việc trong thời gian này. Đây là thời gian anh dành cho gia đình, bạn bè và tạm rời xa thương trường mỗi ngày. Đôi lúc thì thật sự thì như hôm qua, có ví dụ như em là ngày hôm qua em làm từ sáng tới chiều cầm điện thoại thôi, thì tới một buổi tối thì con nó cảm thấy nó bức bối, chỉ là ngày chủ nhật mình không quan tâm tới nó, thế là thôi bỏ hết công việc, em dẹp qua điện thoại qua bên và kêu bảo là con bận đồ đi, chị mẹ con đi xa trét. Thế là khi mà ngày hôm qua khi mà kết thúc một cuộc đi ăn hamburger nè, dẫn con đi dạo phố của dòng Tân Phố nè, có nghĩa là em cắt điện thoại vào luôn, em chỉ dành cho nó thôi. Thế khi tới nhà, về tới nhà nó nói là ông mà nà sẽ chơi mãi phút, có nghĩa là nó cần sự quan tâm của mình một cả ngày bị cầm điện thoại thôi, tình điện thoại liên tục tới em không có quan tâm tới nó. Thế là ngày hôm qua em rất là vui đó, thì đúng ngay cái chương trình này là mình đã dành được cho gia đình của mình. Thì khi mình ghi vào cái nhật ký thành công là mình đã dành thời gian cho cô gái, thì nó sẽ có cái động lực là mình dành thời gian cho con nhiều hơn. Nó giúp mình nhớ chứ không quên được cái nhiệm vụ đó. Từ hôm nay nhá, chị em mình mua một quyển sách nhật ký thật đúng đẹp rồi. Và viết là nhật ký thành công. Mình theo dõi làm cái gì hạnh phúc cho mình, con cái, cho gia đình. Không làm cái điều gì ra cái thành quả tốt đẹp nhất mà mình mong ước. Từ ngay hôm nay trở đi. Chị em mình vậy. Em nếu là cũng viết nhật ký thầy thầy một bạn. Wow. Quyển này to quá. Cái này to quá, muốn nó nhỏ nhỏ thôi. Từng ngày một đấy. Từng ngày không sao cả. Nhưng ngày xưa trước ấy, chị nhật ký của chị nào buồn vui chị ghi hết vào. Không rồi chị quay lại, bây giờ chị quay lại đọc cái sự buồn nhá, chị chán cực vô cùng nên chị xé mẹ đi. Đúng rồi, chị... bị mất à. Cho bị vậy đó. Còn nói về mà sức mạnh khi mà đọc thoại trong cơ thể thì lúc nãy nó có 3 câu đúng không? Ba câu. Mình là gì nhỉ? Nãy đọc qua em quên mất rồi. Có ba câu để mình tự hỏi ba lời thoại trong đầu của mình ấy. Chị ghi không kịp cái này. Lúc mình mệt nhỏ nhất. Mình đã làm tốt việc gì? Tạo thói quen tự đánh giá bản thân ấy. Mình đã làm tốt việc gì?
ghi được mỗi câu, có ba câu ghi được mỗi câu. Là con nhiều quá. Hôm nay tôi là người mạnh mẽ. Tôi là người mạnh mẽ. Đúng rồi. Có nghĩa là mình phải tạo cho mình những cái câu thoại trong đầu. Như em thì em có cái câu thoại trong đầu đó là nếu bạn mà không có thể đi thì bạn hãy bò. Không mà bò thì lết. Cứ thế. Không bỏ cuộc. Trong em hay thật sự là những cái câu mà em cảm thấy em ghim những câu thuật thoại này rất là quan trọng nha. Những lúc em mệt mỏi, mình là người thành công thì không có cái từ động từ bỏ cuộc. Chị cũng nói là người thành công là người không bỏ cuộc, người bỏ cuộc là người thất bại. Không người thành công. Người bỏ cuộc là người thành công. Rồi họ loại bỏ luôn cái từ bỏ cuộc ra khỏi từ điển của họ. Rồi Hòa có phát biểu được không? Không à. Đây cũng đến gần đến giờ chúng ta chụp ảnh nhá. Chị Thúy ơi. Chị Thúy ơi. Thế này. Chỉ nghe thôi không nói chuyện được. Chị Thúy ơi, mở cam được không? Cuốn này hay quá, em nghĩ là mọi người nên có một cuốn này, thật sự rất hay. Chị cũng cuốn này rất là hay, chị cũng tâm đắc cuốn này lắm. Vậy là Thúy đã hoa chụp ảnh nhá. Đấy, có ảnh thì phải có Thúy, không có Thúy thì không được chụp ảnh. Lại hoa chút. Hồng Giang mua được những quyển sách gì? Thì xin phép dừng.